Đây là đại bàng đầu trắng, cái đầu hói trắng dũng mãnh ấy và nền cơ sao sọc cùng nhau tạo thành biểu tượng cho sức mạnh của siêu cường hùng mạnh hàng đầu thế giới, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Còn đây là cá sấu sông Nin, ác mộng hiện hữu trên dòng sông Thiêng. Sức mạnh và cơn khát máu của chúng từng được các pharaoh huyền thoại tôn thờ như những vị thần. Một bên là hùng ưng cai trị bầu trời Bắc Mỹ, một bên là hung thú nhuộm đỏ làn nước bằng sinh mệnh con mồi. Hai lãnh địa khác nhau, tưởng chừng như nước sông vĩnh viễn không chạm nước giếng. Nhưng mấy ai biết rằng, tận sâu trong huyết quản, chúng đều đang chảy chung một dòng máu của vị vua thống trị Kỷ Tam Điệp. Đừng kìm hãm cơn tò mò đang sôi trào, hãy để kênh máy thời gian đưa bạn trở về thuở xa xưa, hơn cả chính bài quốc ca lá cờ lấp lánh ánh sao hay những kim tự tháp sừng sững giữa sa mạc Bắc Phi. Cùng nhau ta sẽ vén lên bức màn bí mật về ký ức tiến hóa. Mình là Lẻn, chào mừng các bạn đến với tiêu điểm sinh vật Archosaur, nguồn gốc của cá sấu, chim và khủng long. Nguồn gốc đâu đó khoảng 300 triệu năm về trước, ở thời kỳ mà các nhà khoa học ngày nay gọi là kỷ Permi hay nhị điệp, một mảnh đất vĩ đại đã bành trướng lãnh địa trên bề mặt hành tinh. Sự vĩ đại ấy đã khiến người đời sau phải gọi bằng danh xưng toàn lục địa, Pangaea, người mẹ của mọi lục địa về sau. Cùng với việc đất liền bành trướng, nước biển lùi dần xa xa, ngoài những con cá mọc chân mang tên lưỡng cư trước đây, nhóm sinh vật bốn chân Tetrapod đã chào đón những cư dân thực thụ đầu tiên của mặt đất mang tên Synapsid, còn gọi là mặt thú, tổ tiên của giống thú, gồm cả con người hiện đại, và Sauropsid, còn gọi là mặt thằn lằn, tổ tiên của giống bò sát. Mặt thú hoặc mặt thằn lằn được sử dụng ở đây là tên gọi dùng cho phân loại sinh học dựa trên cây tiến hóa của mỗi loài, truy ngược từ ngọn, hậu duệ về lại gốc, tổ tiên, chứ không phải là đặc điểm nhận dạng tiên quyết, mà thay vào đó, chúng ta căn cứ vào cấu tạo xương, cơ bản nhất là dựa vào hộp sọ. Ví dụ, đối với Synapsid, đó là bộ phận gọi là hốc thái dương, nằm ở phần trên của hộp sọ, phía sau hốc mắt, bên dưới hốc mắt và xương vẩy. Thông tin chi tiết hơn, quý khán giả có thể xem thêm tại video về Dimetrodon, kẻ thống trị kỷ Permi. Sauropsid thì có đến hai hốc này hoặc không có. Trong suốt kỷ Permi, Synapsid là loài đứng đầu chuỗi thức ăn và chiếm ưu thế trong mọi hệ sinh thái mà chúng xuất hiện. Điều này khiến Sauropsid dù đã lên bờ nhưng vẫn phải loanh quanh kiếm ăn ở những nơi gần nước, đồng thời tiện có đường tẩu thoát nếu không may bị Synapsid nhắm trúng. Ý chí sinh tồn này được thực hiện hóa rõ ràng trên một nhánh Sauropsid được gọi là Archosauromorpha. Tạo hóa không phụ lòng kẻ nhẫn nại. Archosauromorpha tạm dịch là hình thái thằn lằn chúa, được cấu tạo từ các từ gốc Hy Lạp là Archon, nghĩa là nhà cầm quyền, Sau, nghĩa là thằn lằn, và Morpha trong tiếng Latin, nghĩa là hình thái. Giống loài này lấy chủng Archosaur hay thằn lằn chúa làm trung tâm, với cách định nghĩa là gồm những loài thằn lằn hoặc bò sát có quan hệ gần gũi với Archosaur hơn so với Lepidosaur, tức là thằn lằn có vảy như rắn, kỳ nhông, kỳ đà hiện đại. Dù mang cái tên khá oai, nhưng khởi đầu của Archosauromorpha nói chung là vất vả. Để có thể tồn tại dưới ách thống trị của Synapsid, chúng phải biến cơ thể mình phù hợp tối đa với cách săn mồi tại vùng sông nước. Chi sau dài hơn chi trước mang lại khả năng bơi lội tốt, đuôi dài, khỏe, hỗ trợ quẫy nước và giữ thăng bằng khi bơi, mỏ dài, răng nhọn, giúp bắt cá dễ dàng. Tuy nhiên, chúng không hài lòng với cuộc sống chui lủi tạm bợ ấy. Kẻ mang danh quân vương luôn nhẫn nại chờ đợi thời cơ để rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Và tương lai ấy cũng đã đến. 252 triệu năm trước, tại vùng đất ngày nay được gọi là Siberia, những đợt địa chấn cứ nối tiếp nhau xuất hiện, gióng lên tiếng chuông khải huyền về ngày tận thế kinh hoàng nhất trong lịch sử tiến hóa, cuộc đại diệt chủng kỷ Permi-Triad. Loài Synapsid đã may mắn sống sót trong cơn hấp hối, nhưng đã suy yếu rất nhiều. Tạo hóa không thương xót kẻ thất thế trong cuộc chơi sinh tồn. Người mạnh hơn sẽ dẫn dắt thời đại mới, và kỷ Triad đã ghi danh Archosaur, những vị vua của thời đại mới. Với việc hầu hết các loài Synapsid thống trị bị xóa sổ, cộng thêm nhiệt độ trái đất ấm lên khá nhiều
sau vụ diệt chủng kỳ Permi, thì rào cản ngăn trở Sauropsid nói chung và Akoso nói riêng tiến sâu vào nội địa đã không còn nữa. Triều đại của Akoso chính thức bắt đầu, huy hoàng và rực rỡ suốt hơn 180 triệu năm của đại trung sinh Mesozoic, kéo dài từ kỷ Triad qua kỷ Jura rồi kết thúc tại kỷ Krita. Đúng như tên gọi thần lằn chúa, Akoso là những con thần lằn to ngoại cỡ, mang nhiều đặc điểm hình thái bề ngoài giống loài cá sấu hiện đại, được chia vào hai nhánh chủ dựa theo cách phân loại phổ biến hiện nay là truy ngược bộ gen di truyền từ đời con cháu về ngược lại cụ tổ như đã đề cập ở phần đầu video, đó là Pedosuchia và cá sấu tiền sử. Pedosuchia còn được gọi không chính thức là Akoso dòng cá sấu, gồm 3 loài tiêu biểu là Aetosauria, những con vật ăn cỏ có kích thước từ trung bình đến lớn, sở hữu đầu nhỏ so với kích thước cơ thể, mõm hếch, chi thẳng và đặc biệt nhất là lớp áo giáp phủ kín cơ thể, được tạo thành từ những phần xương tiến hóa thành dạng vảy. Một số loài còn sở hữu thêm hàng gai nhọn chạy dọc sống lưng và hai bên hông như Longosuchus, thậm chí là có cả sừng như Desmatosuchus. Loài ăn cỏ phân bố khá rộng rãi, hiện tại trừ châu Á và Nam Cực thì những nơi khác đều có thể tìm thấy hóa thạch của chúng. Có ăn cỏ thì phải có ăn thịt. Nhân vật kế tiếp là Raisuchia, máy xay thịt hàng đầu của thời đại. Sinh vật hung hãn này thường dài từ 4 đến 6 mét, tương quan kích thước đầu thân cân đối hơn rất nhiều so với Aetosauria. Với bộ nhai được chuyên biệt hóa cho công tác xẻ thịt, loài Raisuchia đầu tiên được biết tới là Teratosaurus, trong đó Tera lấy từ gốc Hy Lạp là Terat, nghĩa là quái vật, cho thấy sự ấn tượng của các nhà cổ sinh vật học với tạo vật săn mồi này. Cuối cùng là Crocodilomorpha, những con cá sấu tiền sử với chủng loài điển hình nhất là Spenosuchia. So với Aetosauria và Raisuchia thì Spenosuchia nhỏ con hơn rất nhiều, chỉ dài trên dưới 1 mét, giữ lại nhiều đặc điểm từ kỷ Permi như thân thon, mõm dài để tiện kiếm thức ăn ở vùng nước. Kể từ khi xuất hiện cho đến cuối kỷ Triad thì Aetosauria và Raisuchia lần lượt là những sinh vật ăn cỏ và ăn thịt đứng đầu chuỗi thức ăn. Xui rủi thay, vinh quang ấy không phải dài lâu, bởi vụ diệt chủng diễn ra cuối kỷ này đã quét sạch gần như toàn bộ nhóm Pedosuchia, chỉ số ít thoát nạn, bao gồm Spenosuchia. Để sống sót, Spenosuchia đã quay về hẳn với phong cách đam mê thủy sinh của tổ tiên. Một số thì chọn dọn nhà xuống đại dương bao la để sống, hình thành nên chủng loài thằn lằn biển Thalatosuchia. Một số khác thì tiến hóa thành Neosuchia với sở thích rình rập phục kích dưới làn nước, tổ tiên của cá sấu hiện đại, mà cá sấu sông Nin là đứa cháu giữ gìn bộ gen tốt nhất. Và một trong số những nguyên nhân khiến Spenosuchia phải chọn cách sinh tồn đầy né tránh ấy không ai khác chính là những người anh em khổng lồ đến từ nhánh Avimetatarsalia mang tên khủng long. Avimetatarsalia và ước mơ chinh phục bầu trời. Có một hiểu lầm thường thấy về loài khủng long, sinh vật biểu tượng của đại trung sinh, tới nỗi niên đại này còn được gọi là kỷ nguyên của khủng long. Đó là khủng long là tổ tiên trực tiếp của loài cá sấu, hoặc cá sấu chính là hóa thạch sống còn sót lại từ thời đại khủng long. Tuy nhiên, nhận định này hoàn toàn không chính xác, bởi nghe thì có hơi khó tin, nhưng thực tế, vai trò đó lại thuộc về giống loài mang tên khoa học AV, còn trong tiếng Việt nghĩa là chim, gồm cả đại bàng đầu hói trên quốc huy Hoa Kỳ và con gà luộc trên mâm cơm. Câu chuyện mới nghe thì có vẻ hơi cấn cấn này, có thể tóm tắt như sau. Ngoài Pedosuchia thì Avimetatarsalia là nhánh lớn còn lại của Akoso. Avimetatarsalia sở hữu hai ông cháu ngạo nghễ vượt qua cuộc diệt chủng cuối kỷ Triad để bước lên địa vị thống trị từ đầu kỷ Jura đến cuối kỷ Krita là khủng long Dinosaur và thằn lằn bay Pterosaur. Đến đây, nếu bạn nghĩ thằn lằn bay chắc là tổ tiên của chim thì nên nhớ rằng tạo hóa thường không thích sự đơn giản như vậy. Trong bầy khủng long có một giống loài nhỏ con tên là Silurosauria với cơ thể được bao bọc bằng rất nhiều lông vũ. Với khát vọng thống trị bầu trời
Trong nhiều triệu năm, chúng đã từ bỏ đặc điểm của một con khủng long săn mồi là nanh và vuốt, nhiều lông hơn, sải cánh lớn hơn, đuôi ngắn lại. Và kết quả chính là sự ra đời của điểu long Archaeopteryx, hay còn được gọi là chim nguyên thủy. Nhân vật được hầu hết các nhà khoa học công nhận là thủy tổ của một giống loài hoàn toàn mới gọi là chim, có thể bay bằng lông vũ thay vì màng da như thằn lằn bay. Đến đây, hy vọng các bạn đã hiểu thêm được phần nào về sự kỳ diệu của tạo hóa, vì đôi khi thứ bạn nhìn thấy chưa hẳn đã là tận cùng chân lý. Nếu có bất kỳ ý kiến nào khác, mong các bạn hãy nhiệt tình chia sẻ để cùng trao đổi với chúng mình nhé. Và đó là câu chuyện về mối quan hệ giữa cá sấu với khủng long và chim. Kênh Máy Thời Gian đã chính thức mở gói hội viên dành cho những bạn muốn ủng hộ kênh. Điều này góp phần tạo cho đội ngũ Máy Thời Gian có thêm động lực để phát triển cho kênh YouTube và sáng tạo thêm nhiều sản phẩm chất lượng hơn trong tương lai. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong lần tới. Bye bye!